Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội mới tạm giữ hình sự một người đàn ông sinh năm 1980, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và một người phụ nữ sinh năm 1988, trú tại quận An Dương, thành phố Hải Phòng về hành vi mua bán mô hoặc bộ phận cơ thể người. Theo cơ quan công an, hai đối tượng quen biết và giữ liên lạc sau khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Việt Đức. Từ đầu năm 2023, qua Facebook, nắm bắt nhiều người có nhu cầu mua bán thận để cấy ghép, hai người này bàn bạc cùng nhau làm môi giới để hưởng tiền chênh lệch. Lúc này, một nam thanh niên sinh năm 1990, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, có nhu cầu bán thận. Hai đối tượng đã liên hệ để môi giới. Sau khi hướng dẫn nạn nhân kiểm tra sức khỏe và đảm bảo đủ điều kiện, các đối tượng trả giá một quả thận là 420 triệu đồng, đồng thời nuôi ăn ở và thanh toán các khoản tiền kiểm tra cho đến khi lên bàn cấy ghép thận sẽ chuyển tiền. Hai đối tượng tìm được người mua thận với giá 1 tỷ đồng. Sau khi tính toán chi phí, anh H được trả 420 triệu đồng, đối tượng nữ được hưởng 275 triệu đồng, còn lại đối tượng nam hưởng. Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.